vô móng tăng luôn các bạn, trái tròn vo như trái nho luôn. Ờ, giống bóng lét luôn á. Quá đã luôn. Rồi, hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang địa chỉ là 170-172 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình. Ở sầu riêng về quá trời luôn các bạn. Chất như đóng núi luôn nè. Hả, khủng khiếp. Sài Gòn giờ muốn kiếm ghi sáo khó lắm nha các bạn. Quá đỉnh. Đây cặp giật giá bới luôn nha các bạn. À, mấy trái này là hàng 80k. Đó. Trái tròn vo nhưng có cái là nó hơi nhỏ chút xíu các bạn, vỏ siêu mỏng luôn. À, bên này là 70, còn trên kệ là 90 và 100 vẫn như cũ, còn này là 70, ổ lộn 80 nha ông bà cô chú. Đó. Hàng VIP VIP không luôn. Cặp khách mua cơm nha các bạn. 1 ký cơm. Cái trái này ngon lắm mà lấy được bao nhiêu cơm lấy ha. Trái này có 2 ký cơm. Lấy không phải em 1 ký cơm, em có 1 ký cơm á. Biết rồi, nhưng mà ý là mua được bao nhiêu cơm lấy được. Không phải em có 1 ký cơm. Ok. Cơm của cái này 6 học luôn của 5 học. Ồ, trái nhỏ xíu mà các bạn thôi nè, lấy hết này không? Phải 6 học luôn chứ. Hay quá ta, 1 ký luôn, quá đỉnh, hay không bằng hên. Thầy ba luôn ha. Chị gái khoái rồi, giờ vô thêm ký nữa, lấy thêm gái nữa dám không? Cảm ơn chị. Tiếp tục 1 ký cơm. Dạ. Thử thách chần chân là lấy thêm một trái 1 ký giống như nãy nha các bạn. Trái này chắc kim ốp. Cô chọn cơm hay chọn ký? Chọn trái chứ lộn. Dạ. Cô mua ký tiếp các bạn. Giao lục rồi. Bên này có giao nữa nè. Giao mà hôm qua lấy cắt kẽm các bạn. Bỏ tay luôn. Cầm dây kẽm mà nó lấy ra nó cắt để nó cuột cái biến bạc hôm qua bị trời mưa. Cái này là loại 1. Dạ loại 1. Nè loại 1 nè chị. Mày hơn hơn ký rồi, ký mốt chắc luôn. Chị mấy? Ký 3 cơm luôn, quá đỉnh với trái sầu riêng các bạn. 2 ký 8 được ký 3 cơm, vỏ mỏng tăng luôn. Nãy là 2 ký 8 là 252 lấy qua 250 ha. Tặng hết 100.000 luôn. Các bạn hiểu không? À, nếu mà tính cơ, tính trái là có 252.000 thôi. Mà tính cơm là nó tới gần 300 mấy luôn nha các bạn. Nhưng mà dần chân vẫn quyết định lấy cô 250.000 thôi. Lấy có lợi cho khách hàng đó mà quyết định phải là táo bạo. Chứ cái này là nếu mà tính cơm là 300 mấy lận. Đúng không? 1 ký 280, 1 ký 3 cơm. Là 300 mấy các bạn. Đây, máy trái luôn cô ơi. Da trâu gì đó. Da trâu. Gì? Da trâu phải không? Da trâu, da trâu. Được không? Này da bò. Đi sáo, đi sáo.
chơi với bò. Cũng ngon nhưng mà nó hay bị bông lên. Bông nó hay bông nó chưa nhỏ hay bị bông. Rồi mọi thứ 5 trái cho cô đi. Đúng rồi, đúng rồi. Lên trên TV đẹp mà. Nè nè nè. Cơm mềm không cô? À tí con ràng nha, mềm bột lam nha. Ok ấy da. Mưa 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 mưa. Ba chị không có đi qua ha. Dạ có đi qua. Quá ngon. Sao lấy la không cô? Ngon ngon mà nhăn mặt. Ngon nhưng mà hơi có vị nhẫn phải không? Cô thì không thích vị nhẫn hay là cô thích vị nhẫn? Cô nói ngon nhưng mà nó đắng. Cái hậu đắng. Ây, trời ơi, phải rồi, phải rồi. Dạ dạ. Lấy tiền bảo. Sao lấy la không cô? Ok la. Có nhiều ông bà cô chú thì thích có hậu nhẫn. Rồi có nhiều bà con thì không thích hậu nhẫn. Dạ. Đồng môn sư huynh đệ. Là cái nhà cái bên này chân. Cách đi mấy căn á. Đúng rồi, đúng rồi. Trả mặt bằng rồi cô. Trả mặt bằng. Dạ. Lại lúc trước là bên này người ta lấy là mặt bằng nên là thuê bên đó đỡ. Cô lấy cái nhỏ chứ vừa. Đợi đây, ngồi đây. Dạ, đợi chút xíu nha anh trai. Đó, già châu cho cô luôn. Biết lắm là mấy lựa da châu ra luôn à. Ngon quá trời. Thế tại cháu nhỏ cô. Đó, hay mua bên anh nhiêu chút á. À dạ. Tuyệt vời ông mặt trời luôn.
tươi xanh như bức tranh luôn. Nè cô ơi, vàng ôm cái nữa không cô? Trái nữa luôn. Rồi cô muốn lấy da trâu hay da bò? Da heo. Cô dễ thương quá trời luôn nha các bạn, vui vẻ lắm. À, đây coi nó kiếm cái da gì ra đây. Nó cái khui không cảm giác cái nó khó khui, giờ nó quen rồi con. Chưa có người yêu luôn, có ai không cô làm mai cho nó đi. Chưa, nó mới 20 tuổi à. Tại nhìn nó già vậy đó chứ nó 20 tuổi à. Tới câu chuyện luôn. Đau lòng quá, nó đau lòng quá, chắc nó vô nó ngủ. Không. Nó mới 20 à thiệt. 20 à. Anh Sang ơi, coi ra thế ca cho chân, chân vô trong, chân buồn quá. Cái tổng cộng là hết là 6 cái nữa. Thêm trái nữa, thêm trái nữa hả? À, quấn bằng co, quấn bằng co. Hai trái đẹp trả luôn hả? Khách hàng là vui vẻ, cái không khí nó vui liền con ha. Dạ. À. Mấy trái? Full luôn không? Full chứ. Full chứ. Ok. Hai trái luôn. Thêm muối, thêm muối quá trời luôn à. Hợp lý, hợp lý. Rồi tối nay là hết luôn rồi. Cô là đạo sầu riêng mà. Cô lại cô nói thích trái lớn là em nói sẽ lấy trái lớn. Cô thích trái nhỏ em nói sẽ lấy trái nhỏ. Thích cơm ráo là em nói sẽ lấy cơm ráo. Khách tới luôn nha các bạn. Đây. Chủ đi Mỹ du lịch rồi cô. Dạ bye bye, cảm ơn cô nha, cô dễ thương lắm nha các bạn. Ba hồ bụng hết á. À. Hôm này là phải hơn 3 hộp rồi. Ngon quá ha. Ngon quá. Xanh nó cũng không có anh không quan trọng, chưa quan trọng nhất là bố mà anh còn quay lại nữa. Đúng à. Anh cho chị tiền quá luôn. À, nè. Bây giờ anh mua đây coi vậy. Cho nên bán chiếc bố mà tao dám mua chạy vòng vòng cho nó chặt. Dạ. Giờ dặn đi, mua luôn.
Rồi anh sang bên kia là khui luôn nha các bạn. Tôi dừng rớt học ra nha. Dạ. Rồi, tới mình qua Nissan sang. Hai. Coi chừng cái đùi anh né né kìa. Đấy nó có buồn điên. Đấy. Còn quá. Ok là chạy đâu sao đây không đây không quan trọng là chung nhà nhưng mà để chạy nó được cắn nó dập à nó dập nó nhìn nó không đẹp không ngon ha cho gì mình mua dập mình phải để coi cho được nhưng mày xấu quá muốn là không giới thiệu cho mày đâu tới công chuyện luôn các bạn thấy cái đống sầu riêng kinh khủng chưa? Cua không anh Sang? Để anh điện à. Cua hay là anh để chạy đây? Cua vô đâu hay để chạy? Cua vô đâu? Chính chưa? Chính chưa? Thank you.
cái nhỏ này là 6 hộp luôn các bạn. Mới về quê 2 ngày mà quên cách chích rồi anh Sang. Lo chích cái gì được không? Này loại này là 70k nha các bạn. Rồi 3 ký đi ha. Ôi. Rồi 2.4. 3 ký. Này là 70 hay 80? Này 80. 80 các bạn. Rung tay luôn. Yếu yếu là hết hồn. Thơm quá trời thơm các bạn. Trời ơi, lạ quá. Ôi. Cái này gà nhím nha các bạn. Đau lắm. Ở dưới 80, ở trên này 90, ta lấy 90 luôn, loại 1 trên này nè. Hàng VIP trên này. Ờ. Không, trên này có loại tầm 2 kg nè. À, nhỏ quá thì không có, sầu riêng chắc cũng phải tầm 2 kg à. Chứ nhỏ hơn sợ cái đó chắc cũng cỡ 2 kg quá. Ngày đó có công mà 3 kg chín đưa tới đây. Sầu riêng nó nghẹn dữ lắm. Nhiều lúc thèm chịu không nổi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiếc chín chắc vừa tầm mà ha. Nhiều ký 90. Nó giỏi mà không tăng luôn á. Mỡ gà là nó hơi mỡ gà. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, cho thử luôn. Ok à. Ok rồi các bạn. Rồi ok rồi, cảm ơn em. Vô rồi chân. Em hái là đi bán luôn. Vào luôn à. Vừa vừa. Vừa trồng mà lên bán lẻ luôn là mau giàu lắm luôn á. Ok. Hello anh. Hello. 198.000. Ok anh. Coi rồi có thèm không chị? Quay chị. Có nhiều bà con coi xong chịu không nổi. Em quay xong gì em coi lại em cũng chịu không nổi. Nặng ha, nặng coi ra không? Ô. Oh. Hay vậy ta. Trời ơi. Dạ đúng rồi anh. Rồi 198. Trái nữa không anh chị? Quá trời sầu riêng. À, Sài Gòn giờ hiếm có dựa nào mà được vậy lắm á. Rồi cảm ơn anh chị nhiều nha. Dạ chào anh.